Rồi nè. Rồi, rồi đúng là mối tuyệt vời ha. Rồi đúng đó. Ok. Và sau đây là nhạc phẩm Đến với nhau bằng tấm lòng vàng, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bài hát nói về sự chia sẻ đồng cảm của những con người trong lúc khó khăn. Xin mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận. Qua năm tháng chiến tranh, tình người càng sán người, rừng hồng niềm tin giữa lúng bơm rơi. Tương lai dẫu khó khăn vẫn có bao niềm vui trong ánh mắt bao người và trong lòng ta đó. Đến với nhau bằng tấm lòng vàng, để yêu thương tỏa sáng nhân gian. Với cuộc đời đầy nghĩa nặng tình sâu, người với người sống để yêu nhau. Trên đất nước mênh yêu, cuộc đời còn vân vả và niềm mơ ươn trăm cánh bay xa. Ta chung sức gớm công, tương lai sẽ đẹp hơn ngàn con suối nhỏ nhỏ và tấm lòng ta đó. Đến với nhau bằng tấm lòng vàng, để yêu thương tỏa sáng nhân gian. Với cuộc đời đầy nghĩa nặng tình sâu, người với người sống để yêu nhau. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Xin tri ân nhạc sĩ Phạm Tuyên đã có bài hát với những ca từ thật thương yêu và tha thiết. Qua năm tháng chiến tranh, tình người càng sán người, rừng hồng niềm tin giữa lúc bơm rơi. Tương lai dẫu khó khăn vẫn có bao niềm vui trong ánh mắt bao người và trong lòng ta đó. Đến với nhau bằng tấm lòng vàng, để yêu thương tỏa sáng nhân gian. Với cuộc đời đầy nghĩa nặng tình sâu, người với người sống để yêu nhau. Trên đất nước mênh yêu, cuộc đời còn vân vả mà niềm mơ ước trăm cánh bay xa. Ta chung sức gớm công, tương lai sẽ đẹp hơn ngàn con suối nhỏ nhỏ và tấm lòng ta đó. Đến với nhau bằng tấm lòng vàng, để yêu thương tỏa sáng nhân gian. Với cuộc đời đầy nghĩa nặng tình sâu, người với người sống để yêu nhau. Đến với nhau bằng tấm lòng vàng, để yêu thương tỏa sáng nhân gian. Với cuộc đời đầy nghĩa nặng tình sâu, người với người sống để yêu nhau. Với cuộc đời đầy nghĩa nặng tình sâu, người với người sống để yêu nhau.